Ngày 21 tháng 3, tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với huyện đoàn Đất Đỏ đã tổ chức chương trình trao tặng sách và nâng cao văn hóa đọc cho thanh thiếu niên năm 2022. Tại chương trình, tuổi trẻ khối lực lượng vũ trang tỉnh đã trao tặng 400 cuốn sách gồm nhiều thể loại như sách thiếu nhi, truyện cổ tích, doanh nhân, danh nhân và học tập cho trường tiểu học Long Mỹ, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của chiến dịch Tháng Thanh niên năm 2022 và Tháng 3 biên giới, góp phần không chỉ làm dày thêm tủ sách trong thư viện của nhà trường, mà còn giúp các em học sinh, thầy cô giáo có thêm nhiều kênh thông tin, tri thức, phục vụ hiệu quả cho công tác dạy và học của thầy trò nơi đây. Qua đó, duy trì nuôi dưỡng tình yêu sách trong thế hệ trẻ, cũng như tôn vinh giá trị của sách trong thời đại 4.0, thời đại mà nhiều bạn trẻ đang chạy theo công nghệ và phần nào quay lưng lại với sách.